chào quý vị. Bây giờ là bản tin kinh tế tài chính. Trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng lưu ý sau đây. IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 65% trong năm 2019. Cà Mau nhiều triển vọng từ vụ lúa hệ thu. ASEAN, dược Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố báo cáo dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng chậm lại còn 6,5%, thấp hơn mục tiêu 6,8% chính phủ đưa ra cuối năm ngoái. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ giảm từ mức cao trong 10 năm là 7,1% vào năm 2018, xuống 6,5% trong cả năm 2019 và duy trì tốc độ này trong năm 2020 cũng như trung hạn. IMF cho biết, căng thẳng thương mại và những biến động bên ngoài đã ảnh hưởng đến Việt Nam vào năm 2018, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững nhờ tăng trưởng đành mạnh về thu nhập cũng như hoạt động tiêu dùng của tầng lớp trung lưu, mùa màng nông nghiệp bội thu và sự phát triển nhanh của ngành chế tạo. Tuy GDP dự kiến sẽ hạ nhiệt trong năm 2019 do sự suy yếu từ những yếu tố bên ngoài, nhưng những động lực kinh tế mạnh mẽ sẽ tiếp tục được duy trì với mức tăng khoảng 6,5% do chi phí lao động khá cạnh tranh, cơ cấu thương mại đa dạng nhờ có các hiệp định thương mại tự do mới ký kết. Hôm 17 tháng 7, giá xem giải du địch đua xe Formula 1 F1 Thế giới chặn đua Formula 1 Việt Nam Grand đã chính thức được mở bán dưới 3 dòng giá, giá khởi điểm từ 700.000 đồng. Sẽ có 3 loại giá chính gồm giá doanh nghiệp, giá kháng đài và giá phổ thông. Cụ thể, giá doanh nghiệp được chia thành 3 hạng giá kim cương diamond, bạch kim platinum, Jameson Love và vàng Gold với mức giá vé cho 3 ngày dao động từ 49 triệu 330 000 tới 96 triệu 500 000 đồng. Vé khán đài với 3 hạng giá khác nhau, bao gồm hạng vé khán đài cao cấp, hạng vé khán đài tiêu chuẩn và hạng vé khán đài tự do. Giá vé khán đài cho 3 ngày dao động từ 3 triệu 890 000 tới 9 triệu 090 ngàn đồng và giá một ngày chỉ từ 1 triệu 560 000 mang đến các phương án lựa chọn đáp ứng đam mê của số đông khán giả. Vé phổ thông là loại vé không có chỗ ngồi, phù hợp nhất cho những ai muốn tận hưởng sức nóng của giải đua danh giá nhất hành tinh với mức giá hợp lý. Vé phổ thông bao gồm hai hạng vé là vé phổ thông và vé phổ thông cao cấp, có giá khởi điểm chỉ từ 700.000 đồng cho vé một ngày. Khán giả có thể đặt vé trực tuyến và tra cứu danh sách các đại lý phân phối vé trên trang website chính thức của chặng đua. https hai chấm double duyệt qua web .f1 việt nam gb.com đặt mua qua trang thương mại điện tử https hai chấm double duyệt qua web adroi com hoặc mua trực tiếp ở hệ thống cửa hàng tiện ích viên mát tại hà nội và thành phố hồ chí minh theo thông tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, hiện cơ quan này đang tập trung điều tra 6 doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ có kim ngạch tăng trưởng bất thường. Quá trình điều tra, cơ quan hải quan xác định được một số sai phạm. Cụ thể sai phạm được chỉ ra như sử dụng hợp đồng mua bán nguyên liệu nhưng ký khống, giấy chứng nhận sử dụng đất giả trong hồ sơ nhằm chứng minh nguyên liệu được sản xuất ở Việt Nam. Làm việc cơ quan hải quan, đại diện doanh nghiệp cũng thừa nhận sử dụng chiêu thức quay dòng quá đơn. Giá trị gia tăng cho nhiều lô hàng để xin cấp CO với số lượng hàng quá vượt quá số lượng trên quá đơn. Có trường hợp doanh nghiệp nhập dán bán thành phẩm từ Trung Quốc để sản xuất gỗ nhưng không khai báo trong hồ sơ xin cấp CO. Có hành vi lập hợp đồng khống mua nguyên liệu gỗ với mục đích xin CO Việt Nam để xuất khẩu. Quá trình điều tra, cơ quan hải quan cũng xác định trách nhiệm liên quan của một số chính quyền địa phương và một số cơ quan quản lý khác. Đáng báo động, có dấu hiệu một số quỹ ban nhân dân xã buông lỏng quản lý thông qua việc ký khống đối với một số đơn đề nghị cấp phép khai thác, bảo kê lâm sản khai thác. Nhiều tháng nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, xảy ra nắng nóng khô hạn trên diện rộng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ hè thu 2019 hơn 4.000 hecta lúa đã bị khô hạn, trong đó có nhiều diện tích nguy cơ mất rắn. Để phục vụ chống hạn, hệ thống thủy lợi lớn nhất của tỉnh Phú Yên là Đồng Cam đã được vận hành hết công suất. Thế nhưng khả năng đảm bảo tưới chỉ khoảng 3.196 hecta. Hiện nay, mực nước trong các hồ chứa thủy lợi đang ở mức rất thấp nên rất khó trong điều tiết nước. Ngoài sự nỗ lực của địa phương trong chống hạn, Phú Yên cũng đã có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí 9,8 tỷ đồng để hỗ trợ chống hạn, xâm nhập mặn trong sản xuất vụ hè thu năm 2019. Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 8 năm 2019, thời tiết vẫn còn nắng nóng gai gắt. Do vậy, tình hình hạn hán, thiếu nước khả năng tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân một số nơi và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, tại tỉnh Cà Mau, sau hơn 30 ngày xuống giống, hiện nay trên 30.000 hecta diện tích lúa hè thu của địa phương này đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Theo kinh nghiệm của bà con nông dân, cây lúa đang trên đà phát triển xanh tốt, cùng với điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, dù lúa hè thu năm nay sẽ đạt cao cả về năng suất lẫn chất lượng. Ông Nguyễn Văn Lâm, ngụ xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, xuống giống 3 hecta lúa hè thu đã được hơn một tháng qua. Dù hè thu năm nay thời tiết thuận lợi, tỷ lệ hao hụt không nhiều, cây lúa phát triển đều, ít tốn công cải dặm. Cái theo cái hướng dẫn của phòng kinh tế theo lịch thời vụ năm nay đó là bà con chúng tôi xuống giống rất là thuận lợi đúng theo thời điểm thời tiết của trời luôn. Đó. Đó, rất là lúa hiện nay bây giờ là 20 25 gần 30 ngày rất phát triển tốt so với hàng năm là thời tiết năm nay xả rất thuận hơn năm mỗi năm. Vì mỗi năm chả nước nắng giặt đều kia còn bị hao năm nay xả xuống lượng mưa có nước nước dẫn ngọt lúa phát triển tốt xã An xuyên đã đơn vị có diện tích lúa hè thu lớn nhất của thành phố cà mau toàn xã có 1.060 hecta đầu vụ lúa hè thu bà con nông dân thực hiện đúng như khuyến cáo của ngành nông nghiệp khi xuống giống các loại lúa cấp 1, lúa lai om 5451 đây là những loại lúa có sức sống mạnh ở vùng nước bị nhiễm mặn có sức đề kháng với sâu bệnh cao trong thời gian này thì mình đã triển khai ra cho các, các ở các chi hội nông dân thì vận động cho các ấp uh, triển khai bà con mình thường xuyên chăm sóc ruộng đồng để có ý thức phòng ngừa các các loại dịch bệnh để nhằm đảm bảo cho cái năng suất của vụ mùa mình đạt chỉ tiêu như quyết. thành phố cà mau năm nay có diện tích lúa hè thu hơn 2.000 hecta tập trung ở các xã là an xuyên và lý văn lâm trong những năm qua, nông dân ở đây đã triển khai nhiều mô hình có hiệu quả cao, như mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần. Trong cái giai đoạn phát triển cây lúa từ 20 ngày tuổi trở lên, thì bà con khuyến cáo bà con nên chú ý là thường xuyên thăm đồng để phát hiện những đối tượng bệnh, nhất là bệnh đầu ôn. Khi mà cái thời kỳ mà nắng mưa gián đoạn như mấy ngày hôm nay thì thăm đồng để mình ngừa đầu ôn cho nó hiệu quả thì trong cái giai đoạn mà lúa phải từ 45 ngày trở lên thì nếu mà sâu cuốn lá xuất hiện sợ giai đoạn nước cái thì bà con nên phun còn giai đoạn này thì không cần thiết phải phun cũng chú ý nên coi như là, rút nước ra bớt để tránh coi như là hạn chế là lúa nó nó sẽ bị yếu đổ ngã để sản xuất vụ hè thu đạt kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng chống các loại sâu bệnh đặc biệt tại những địa phương trong vùng ngọt quá và có biện pháp kịp thời để hỗ trợ người dân, đặc biệt đối với lúa hè thu muộn. Số liệu của Hải quan Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tăng 4%, đạt 291,8 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với Mỹ, chỉ đạt 258,3 tỷ đô la Mỹ. Trong số các nước ASEAN, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 14%. Phân tích từng mặt hàng cụ thể cho thấy cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang tái định hình dòng luân chuyển hàng hóa Ví dụ, do Mỹ tăng thuế lên đồ gỗ của Trung Quốc, trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu đồ gỗ gia dụng của Trung Quốc sang Mỹ giảm 11% so với cùng kỳ năm 2018, trong khi xuất khẩu sang các nước ASEAN đã tăng 30% đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu tình trạng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục kéo dài từ nay tới cuối năm, khu vực ASEAN tiếp tục sẽ giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Bên cạnh ASEAN, Liên minh châu Âu giữ vị trí cao nhất trong kim ngạch thương mại với Trung Quốc, đạt 337,9 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay. Hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon đang đứng trước nguy cơ bị Liên minh châu Âu EU sờ gáy trong cuộc điều tra chống độc quyền liên quan đến việc hãng này sử dụng dữ liệu của bên thứ ba bán hàng trên nền tảng Amazon, qua đó tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Dự kiến EU có thể tiến hành điều tra trong vài ngày tới. Theo một nguồn tin, Quỹ ban châu Âu EC đang chờ phản hồi của các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất từ tháng 2 năm 2018 liên quan đến sự việc theo quỹ viên châu Âu phụ trách vấn đề cạnh tranh thương mại Margaret Vestager, EU đã mở cuộc điều tra sơ bộ chống độc quyền có liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn thương mại điện tử Amazon từ năm ngoái. Amazon bị cho là đã sử dụng dữ liệu về hàng hóa của các nhà bán lẻ khác trên trang web của mình, đồng thời tạo ra hơn 100 thương hiệu của riêng mình và cạnh tranh trực tiếp với chính các doanh nghiệp đó. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh không công bằng với các đối thủ, nhiều nhà bán lẻ đã phàn nàn về thiệt hại từ việc Amazon sao chép hình ảnh và thông tin sản phẩm của họ. Một số nguồn tin khác cho hay EC đang tìm hiểu lĩnh vực hàng hóa mà Amazon nhắm tới nhằm xác định thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Theo những nguồn tin này, vấn đề ở chỗ liệu Amazon có hành động cạnh tranh không lành mạnh trên toàn hệ thống bán lẻ hay chỉ một loại hàng hóa cụ thể. Hiện lực lượng chức năng EU chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tổng cục du lịch Nhật Bản công bố ngày 17 tháng 7 cho thấy lượng du khách nước ngoài đến nước này trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt mức cao kỷ lục tới 16,63 triệu lượt người, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, nhờ việc Tokyo nới lỏng chính sách thị thực kể từ tháng 1 năm 2019, Trung Quốc là quốc gia có lượng du khách đến Nhật Bản nhiều nhất với hơn 4,5 triệu lượt, tăng 11,7%, trong khi đó lượng du khách Hàn Quốc giảm 3,8%, xuống còn hơn 3,8 triệu lượt. Tính riêng trong tháng 6 năm 2019, Nhật Bản đã đón 2,88 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lượng du khách đến từ Trung Quốc, Australia, Italy, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc đều đạt mức cao kỷ lục cùng với lượng du khách tăng, chi tiêu của các du khách nước ngoài tại Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2019 cũng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 2.430 tỷ yên, tương đương 22 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.